Rồi, xin chia sẻ giao lưu với tất cả anh em một pho dúi dáng bay. Một pho dúi dáng bay bằng trà rất là đẹp nha anh em. Một pho dúi dáng bay bằng trà rất là đẹp. Hành gốc là 80 nha anh em. Hành gốc là 80. Cây nặng là 3 người bê nha anh em. Cao 1m57. Chiều cao 1m57 và bay. Rồi, bay 1m6. Một tác phẩm dúi dáng bay rất đẹp nha anh em nha. Tác phẩm dúi dáng bay khá là hay luôn anh em. Anh em nào đam mê dáng bay thì sở hữu cây này và chơi. Trồng lên một cái trò chậu dài chữ nhật và làm tiểu cảnh hồ ké đó nha anh em. Rất nhiều anh em hỏi về cái dòng dáng bay này nhưng mà chưa có duyên để mà giao lưu. Một tác phẩm dúi dáng bay rất đẹp nha anh em nha. Cây nặng 3 người bê, nó khoảng tầm hơn 100 kg anh em, tầm hơn 100 kg. Anh em nào thiện chí thì alo cho mình nha. Rồi, em kết thúc video, chào anh em.